Hello nhá, xin chào tất cả anh em. Hôm nay bên em lại tiếp tục xuống xưởng nhé, xuống xưởng và cho anh em chiêm ngưỡng hai tấm bàn dài bên em mới làm mà thô xong nhé, hàng không tì vết. Đó. À, hai tấm bàn dài đó là để anh em nào kết thì có thể đưa về chơi Tết nhé, cùng gia đình nhé. Đó, thì một Tết thì cũng sắp tới rồi thì nó có khoảng một tháng nữa thôi anh em chuẩn bị là ok nhé. Còn hàng hai tấm bàn dài của em này là có sẵn, có thể anh em nào chốt là em có thể giao ngay trong vòng một tuần anh em về ăn Tết nhé. Hai tấm bàn dài cũng có đỏ. Bây giờ em đi vào chi tiết nhá, anh em xem nhá. Đó. Kích thước em đọc nhá, chiều dài là 3m3 nhá, dài 3m3, bề dày là 20 phân, còn chiều rộng là 1m2. Tấm này là anh em chơi đẳng cấp luôn nhá. Hàng này thì em cam kết cho anh em là không nứt nẻ, bao đẹp 6 mặt cho anh em. Đó, thì anh em cũng nhìn trực tiếp video là biết rồi đấy. Đây là hàng thô, em chưa có BU gì cả nhé. Hàng còn thô, em chỉ với nót, một lớp nót thôi. Các cạnh nó là rất là ok, các cạnh vuông sắc cạnh, không tì vết. Nên là anh em chơi, em cam kết cho anh em luôn, bảo hành cho anh em luôn nhé. Đó, anh em nhìn, các cạnh đều không có nứt nẻ nhé. Thì anh em chơi này em bảo hành cho anh em, anh em không có sợ hàng đồng bê tông hay là hàng hộp. Hàng này em cam kết nguyên khối 100%. Anh em khoan thì em có thể cho anh em khoan, mang về anh em có thể khoan thử, test thử hết trước khi thanh toán nhé. Em đọc lại kích thước tấm này nhá. Chiều dài là 3m3, chiều dày là 20 phân, 3m3, dày 20, rộng 1m2. Đó. Anh em chơi thì có thể liên hệ cho em nhé, em có thể giao cho anh em trong vòng một tuần anh em về chơi Tết. Anh em ngồi cái bàn này thì có thể là ngồi được 14 người nhé, 14 người sum họp cùng gia đình một chiếc bàn dài thế này trong dịp Tết. Nên là anh em nào chơi thì rước em nó về nhé, rước em nó về là rất là hợp lý, giá thì cũng bình dân thôi. Nên anh em chơi thì cứ liên hệ cho em sẽ ship tới tận nhà anh em nhé. Rồi, em xin chào tất cả mọi người nhé. Đó, mọi người chiêm ngưỡng lại một lần nữa nhá. Đó. Tấm này em chơi thì em cam kết là hàng đẹp 6 mặt nhá, không nổi nập. Hàng còn thô nguyên, em chưa có BU gì hết. Quá đẳng cấp. Rồi, xin chào mọi người nhé.